Ok, xin chào tất cả các bạn yêu thân mến đã quay trở lại với CJ. Ngày hôm nay chúng ta đang ở Hòa Bình và chúng đang chuẩn bị quay một MV rất là tuyệt vời, MV parody của Trung Duổi. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều hot girl, rất nhiều hot boy, rất nhiều đại gia. Và trước mặt CJ là một đống vàng các bạn ạ. Một đống vàng, nói chung là vàng này thì chắc là nếu mà bán đi thì sẽ được khoảng 100.000 gì đấy. Nhưng mà ở đây cái cảnh này rất là đẹp và khung này rất là lớn luôn á. Thì mình sẽ đi xem cho các bạn xem nhà này nó như thế nào. Ok, các bạn hãy theo dõi nha. Ok các bạn ơi, hiện tại là CD đang ngồi với một nhân vật rất là đặc biệt trong buổi quay ngày hôm nay. Và cho em hỏi chị tên là gì nhỉ? Chị tên là Hương Hằng. Hương Hằng, wow, tên lại còn đẹp nữa. Thế sao hôm nay chị lại có mặt ở đây à? Chị đi lên đây với bạn chị là chị của Trung. Wow, hay quá. Hôm nay là chị lên với vai trò là một người cùng tham gia, kiểu cùng trải nghiệm đúng không? Thế hôm nay chị thấy nội dung quay như thế nào? Rất là hay. Rất là hay. Bây giờ em sẽ hỏi chị một vài câu nhé. Được không? Bây giờ người ta hay nói một câu á. Người ta hay nói một câu là tất cả các đàn ông trên thế giới này đều luôn nói dối. Thì câu hỏi này, câu nói này có đúng không? Cũng đúng. Nhiều khi nói dối cũng tốt. Ok, thế nếu mà cô nói đó đúng, có nghĩa là em cũng vừa nói dối xong, tức là cô ấy đều không đúng. Nani? Tức là chị bảo là, em bảo là tất cả các đàn ông trên thế giới này. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều nói dối, nhưng mà không phải là tất cả những gì đàn ông nói ra đều là nói dối. À, rồi, ok. Thế phụ nữ trên thế giới này có bao giờ nói dối không? Có. À, không nhiều lời nói dối để hạnh phúc hơn. Ok. Hay quá. I think our job is to just be here and dance. Yeah, that's okay. Bên cạnh CJ là đang có rất là nhiều gái xinh. Đây là chị của Trung Duổi này. Và đây là mấy em người yêu của đại gia này. Và các bạn, chắc là bạn này các bạn cũng quen đúng không? Nhìn mặt này không ai có thể nói là không quen được. Đấy. Và đây cũng là một người bạn mà trước đây mình cũng đã từng làm việc rồi. Đấy. Bạn này hát tiếng Việt, bạn này hát tiếng Việt rất là siêu luôn. Bạn này cũng biết đánh piano luôn á. Đấy. Bạn này hát cái bài Bây giờ mây trôi đúng không? Đấy. Bạn này hát rất là hay. À, bạn này nói tiếng Việt một cách rất là nó vừa hay vừa buồn cười các bạn ạ. Đăng ký lớp của CJ đi để còn học tiếng Việt nhá. Ok. Mà
và đây là cả đoàn. Trước mặt của Siri là rất là nhiều em gái rất là xinh đẹp. Mỗi tôi là không xinh bằng vợ mình thôi. Ok, dạ phải sao nhá. Nice. Đấy các bạn có thể nhìn thấy nhân vật ngày hôm nay của mình đấy. Trông rất là bảnh không? Bảnh không phải dạng vừa đâu. Hôm nay Trung đang quay MV gì đấy? Hello, xin chào. Mình đang quay MV tên là Thái tử vùng cao. MV này dịch tiếng Anh là Thái tử vùng cao gì cả. Cái gì? Anh chịu. Cái gì? Thái tử thì dịch là Thái tử thì là tiếng Anh là gì? Prince, princess là nói chung là Thái tử vùng cao. Prince Highland. Thôi nói chung là không có mệt lắm bởi vì là đây là công việc và mình cũng nói chung là cái nhạc nhẽo các thứ nó đã cho mình rất là nhiều động lực. Thôi cho tôi ngủ thử nhá. Nặng thế. Cuộc đời này á không có tiền tỷ phú. Cuộc đời này á không có tiền đô la thì sống làm gì? Vô lý. Mới tôi lấy là tiền ảo thôi các bạn ạ. Nhưng mà nhìn trông cũng thật phết nhỉ. Các bạn ơi, chúng ta đi Mỹ thôi nhỉ. Đi Mỹ không? Đi Mỹ nha. Ôi ơi. Mời dây sang Trung Quốc xem tập đoàn Alibaba. À được. Hàng thôi đâu? Tiền đâu? Ông quay tường thôi đấy. Tiền đâu? Đây. Ngon chưa? Nặng lắm đấy. Ý. Đủ chưa? Rồi, hàng đâu? Quên rồi. À? Lẻ xuống tiền nào. Ok, lẻ. Bây giờ bình tĩnh đã, bây giờ mình phải nói lượt. Bây giờ là lẻ là trái đúng không? Chỉ có đấy thôi đúng không? Ông chơi một đấy thôi đúng không? Ok, tôi không chơi. Lẻ trắng. Trắng. Ok, lẻ. Anh phải trắng anh ạ. Trắng. Ôi giời ơi, đưa đây ông ơi. Đây là những cái trò chơi mà tỷ phú chỉ có chơi thôi. Không có tiền đừng có mà xuất hiện nha. Lẻ tiếp. Xuống tay. Lẻ. Mấy cây. Hai đi. Lẻ hai lẻ đúng không? Đây hai lẻ. Ông này lẻ. Vàng của tôi. Ui sorry. Rồi ok. Lẻ bên này nhá. Trắng bên rồi. Này nhá. Rồi. Ok. Cái đấy gọi là hòa đúng không? Ok. Rồi. Ta tiếp tục chơi. Hai đều trắng. Ok. Cái nhà cái đền. Chị đèo ơi. Rồi. Ngon rồi. Hôm nay con thôi bỏ số đỏ đi. Nhà cái nhiều tiền. Rồi ok nè. Trắng lẻ. Tiếp tục anh ạ. Lẻ đây. Lẻ kia. Hai lẻ. Rồi. Lẻ hẳn 4 cỏ anh. Trắng. Nhanh lên. Nhà cái hết tiền rồi. Có cần vay không? Rồi. Chơi nốt bài kia. Rồi, ngon. Có cần vay không? Ăn còn. Đây, của tôi đâu. Bình tĩnh. Của tôi đâu. Không phải nói nhiều. Nào, bây giờ đây, chơi. Chơi là sao, không nói nhiều. Em đẹp, em có quyền. Thôi, thế này. Tôi không dám chơi nữa, tôi lấy hết tiền về. Thank you.